Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 xác định năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65-70%, lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 25%. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 58,6% lao động qua đào tạo. Việc làm không bền vững, nguy cơ thất nghiệp cao với lao động phổ thông. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự thảo thông tư quy định danh mục các ngành nghề bắt buộc phải tuyển dụng lao động đã qua đào tạo với danh mục 158 ngành nghề. Vậy, những ngành nghề bắt buộc phải thực hiện, lộ trình triển khai ra sao? Theo đánh giá của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, chất lượng của nguồn nhân lực vẫn còn là một rào cản đối với sự phát triển của Việt Nam. Thực tiễn cho thấy, hiện các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, tập trung sử dụng những lao động trẻ, chủ yếu là những lao động phổ thông có độ tuổi từ 18 đến 20, đang diễn ra rất phổ biến. Người lao động gần như không được đào tạo bài bản và được đưa vào làm việc ngay, trình độ kỹ năng rất hạn chế. Điều này dẫn đến năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh yếu. Không chỉ vậy, quyền lợi của người lao động cũng không được đảm bảo. Người lao động không được bảo vệ thỏa đáng do không có chứng nhận, công nhận về trình độ và những rủi ro cho người lao động như an toàn lao động, bị trả lương thấp, bị sa thải bất cứ lúc nào khi doanh nghiệp thay đổi công nghệ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự thảo thông tư ban hành danh mục ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo. Theo đó sẽ có 68 ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và 90 ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đây là những ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng phát triển, đa dạng cả về ngành nghề và quy mô, thì nâng cao hiệu quả công việc cũng như đảm bảo an toàn trong hoạt động nghề nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng. Thưa quý vị, dự thảo thông tư quy định danh mục các ngành nghề bắt buộc phải tuyển dụng lao động qua đào tạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là yêu cầu tất yếu trong việc bảo đảm năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm an toàn lao động. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện cần sự đồng bộ hóa từ chính sách, cơ chế, năng lực đào tạo hiện nay. Để có thêm những thông tin cũng như là hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi ngắn của biên tập viên Anh Thư cùng với vị khách mời của chương trình. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân ngày hôm nay. Thưa ông, việc ban hành thông tư quy định danh mục nhiều ngành nghề bắt buộc người sử dụng lao động phải tuyển dụng và sử dụng lao động đã qua đào tạo thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ, thưa ông? Nó ý nghĩa trực tiếp với người lao động, đặc biệt là những người lao động nằm trong những công việc, những ngành nghề mà nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thì khi qua được qua đào tạo rồi thì những kỹ năng lao động sẽ tốt hơn và họ chắc chắn là cái liên quan đến vấn đề an toàn lao động sẽ tốt hơn. Và đặc biệt là khi mà người lao động có những kỹ năng lao động tốt, làm việc tốt thì cái việc làm đối với họ sẽ trở nên nó dễ dàng hơn. Và chúng ta đều hướng tới cái mục tiêu là việc làm bền vững cho người lao động trong tương lai. Cái rất quan trọng nữa là chính đối với doanh nghiệp. Họ có thể tự đào tạo cho người lao động của họ ngay chính tại doanh nghiệp hoặc là họ phối hợp với các cơ sở doanh nghiệp để đào tạo. Và như vậy mà khi người lao động của họ có kỹ năng lao động thì chắc chắn là năng suất lao động của doanh nghiệp, cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng sẽ lên. Thưa ông, những ngành nghề nào thì sẽ được áp dụng đầu tiên khi thông tư được ban hành ạ, thưa ông? Theo dự thảo thông tư thì những ngành nghề được áp dụng ngay từ giai đoạn đầu tiên từ năm 2022 ấy, sẽ là những ngành nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo cái danh mục về công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo ban hành theo thông tư 15 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Đấy là những ngành nghề mà liên quan đến trực tiếp đến an toàn cho người lao động. Cái nhóm nghề thứ hai sẽ được áp dụng từ năm 2023 trở đi, đó là những ngành nghề mà nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Nếu mà cái giai đoạn một phải áp dụng đấy là nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì giai đoạn sau là những ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Và những ngành nghề mà liên quan đến sức khỏe con người, liên quan đến những sản phẩm mà dịch vụ cung ứng phục vụ cho con người, cũng như các cái ngành nghề mà liên quan đến trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế thì sẽ được áp dụng. Và cái giai đoạn 3, giai đoạn sau đó thì là những ngành nghề còn lại. Tuy nhiên là quy định này cũng cần phải có sự đồng bộ. Vậy làm sao để các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp sử dụng lao động phổ thông thực hiện theo đúng quy định này ạ? Chính sách và cơ chế thì cần phải được thực hiện ra sao thưa ông? Để làm sao tất cả các doanh nghiệp đều đồng thuận cái này thì nhà nước đã có chính sách rồi. Không phải từ bây giờ đâu mà trong theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp cũng như luật sửa đổi bổ sung một số điều các luật thuế thì cũng đã quy định các chính sách thuế cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Ví dụ như thuế miễn giảm thuế thu nhập của doanh nghiệp, rồi thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đều có những cái ưu đãi miễn giảm cho doanh nghiệp mà khi họ tham gia hoạt động giáo dục nghiệp. Ở đây là hoạt động này bao gồm cả hoạt động mà họ tự đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp. Hai nữa là họ cùng phối hợp với các cơ sở doanh nghiệp để tổ chức đào tạo.
đòi hỏi về chất lượng lao động cũng như là lao động nhất định phải qua đào tạo thì mới được tuyển dụng. Thì các trường nghề, hệ thống trường nghề hiện nay của chúng ta liệu có đáp ứng được hay không ạ? Và cần phải làm gì để có thể đồng bộ được mục tiêu và thực tiễn thưa ông? Còn trong nhiều năm gần đây, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang rất tích cực đẩy mạnh cái việc gắn kết giữa nhà trường doanh nghiệp, cũng chính là mục tiêu hướng tới các doanh nghiệp cùng tham gia với các nhà trường trong việc đào tạo. Như vậy là cái trách nhiệm đào tạo được chia sẻ không chỉ là cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp nữa, mà ngay cả các cái trung tâm, các bộ phận đào tạo của doanh nghiệp cũng tham gia cùng với cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo. Và như vậy là khi mà cái danh mục này được ban hành thì chắc chắn chúng tôi vẫn tin là nó có tính khả thi và tính thực tiễn, ở chỗ là không chỉ là sự vào cuộc của cả hệ thống cơ sở nghiệp với gần 2.000 cơ sở doanh nghiệp, mà còn có hàng trăm, hàng chục các nghìn các doanh nghiệp lớn nữa, doanh nghiệp vừa nữa đều có thể tham gia được đào tạo. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Truyền hình Nhân dân ạ. Việc xây dựng danh mục ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo là rất cần thiết nhằm hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản phẩm dịch vụ do những ngành nghề công việc này cung cấp. Từ đó, nâng cao giá trị, hiệu suất kinh tế cho cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Việc này có lợi cho cả doanh nghiệp và cả người lao động. Người lao động sẽ có ý thức hơn trong nâng cao nghề nghiệp, còn doanh nghiệp cũng có trách nhiệm hơn với quyền lợi của người lao động.